Uyên Thi xin hân ái kính chào tái ngộ đến quý vị trong chương trình 5 phút vào bếp với Uyên Thi Và món ăn rất là ngon miệng của ngày hôm nay mà Uyên Thi đến, muốn giới thiệu đến quý vị đó là món bánh bèo Thưa quý vị bánh bèo thì có mấy bánh bèo miền Nam, bánh bèo miền Trung Nhưng mà hôm nay Uyên Thi sẽ chia sẻ món bánh bèo miền Nam Món bánh bèo miền Nam nó sẽ khác với bánh bèo miền Trung như thế nào? Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục theo dõi Đầu tiên hết Uyên Thi sẽ nói về phần bột thưa quý vị Quý vị sẽ pha vào một gói bột uyên thi dùng bột hiệu ba chung vàng và uyên thi bỏ vào à, trong một cái tô sau đó uyên thi mới đổ bốn khắp nước ấm thưa quý vị nhớ nha nước ấm và chúng ta quậy đều lên sau khi mà chúng ta quậy đều lên rồi thì căn bản khi mà chúng ta pha bột chúng ta phải để à, bột dậy tất nhiên là bột nở khoảng chừng một tiếng 2 tiếng đồng hồ hoặc là qua đêm quý vị cất ra và à, để đó Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp cái phần vật liệu kế tiếp đó là món tôm cháy thưa quý vị. Bánh bèo à, tôm chúng ta làm tôm cháy thì chúng ta sẽ dùng hai gói à, tôm khô khoảng chừng à, tổng cộng khoảng chừng 4 ao cho tới 8 ao tất nhiên là khoảng 1 phần tư phao thưa quý vị. Sau đó quý vị mới ngâm nở và chúng ta xay nát. Trong cái lúc xay quý vị cho vào hai giọt màu đỏ và bốn giọt màu vàng thì nó sẽ ra một cái màu cam như vậy và khi quý vị xay ra thì tôm nó bông lên như vậy và sau khi mà chúng ta xay rồi thì chúng ta đặt chảo cho nó nóng cái chảo lên chúng ta bỏ vào chúng ta cháy tôm chúng ta cháy tôm chúng ta cho à, tôm nó ráo lên thì quý vị ráo lại đó và trong lúc chúng ta cháy thì chúng ta sẽ cho một ít tiêu trắng vào để cho nó thơm cái con tôm nó không có bị tanh và chúng ta để lửa nhỏ cho tới khi nào tôm nó ráo phần này chúng ta gọi là tôm cháy thưa quý vị và tiếp nối với bánh bèo miền Nam đó thì chúng ta sẽ có cái đậu xanh vào đậu xanh quý vị sẽ mua một gói đậu xanh cà vỏ sau đó quý vị ngâm nở rồi quý vị mới hấp chín và sau khi hấp chín rồi quý vị xay nát ra như vậy và chúng ta sẽ bắt đầu làm phần đậu xanh chúng ta sẽ dùng một cái nồi cho một ít dầu vào và chúng ta sẽ cho một củ hành hương à, cắt hạt lựu vào chúng ta xào cho thơm sau khi mà hành hương đã vàng thơm rồi thì chúng ta sẽ cho đậu xanh vào chúng ta xào. Xào đậu xanh thì quý vị để khô như vậy không được. Tại vì Việt Nam là nó sẽ hơi sền sệt để chúng ta trét lên bánh bèo. Chúng ta sẽ cho nước vào và quý vị cũng có thể dùng chicken broth. Nhưng mà chicken broth quý vị không khéo thì coi chừng nó bị mặn. Cho nên chúng ta sẽ cho nước lã vào và chúng ta quậy đảo đều lên khi nào mà đậu xanh nó hơi sền sệt. Thì quý vị cho vào một chút muối cũng như là một ít đường để cho cái đậu xanh nó hơi đậm đà một chút nhưng mà quý vị nhớ là mình ăn với nước mắm cho nên đừng có làm đậm đà quá nó sẽ mặn sau đó quý vị trộn đều khi nào mà đậu xanh nó sền sệt như vậy là quý vị thấy quý vị lấy cái muỗng vít một miếng mà chúng ta trét lên miếng bánh bèo được đó là cái độ sệt nó như vậy là đủ rồi và nếu mà quý vị thấy khô thì cho thêm nước, nước lã vào để làm cái mỡ hành mỡ hành rất là nhanh quý vị chỉ cần bỏ vào trong microwave một phút thôi nhưng mà trước khi đó quý vị nên cho một chút đường một chút muối cũng như cho một ít dầu ăn vào và bỏ vào microwave một phút một chút chúng ta lấy ra là được thưa quý vị và uyên thi sẽ đổ bánh bèo uyên thi lấy bột đã pha sẵn ra cái khay thì quý vị biết là khay này quý vị mua ở ngoài chợ à, các chợ việt nam giờ rất là tiện không cần phải dùng chén sau đó quý vị cho một chút dầu vào thoa đều cái 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 dầu sau đó quý vị để vào trong sửng và chúng ta sẽ múc bột đổ vào trong cái khuôn này nhưng mà quý vị đừng có là dùng muỗng nó sẽ bị dễ đổ ra tùm lum quý vị bỏ vào trong cái khắp và nó có cái miệng nhỏ nhỏ như vậy quý vị trang vào quý vị chế vào và đậy nắp nồi lại chỉ trong vòng khoảng chừng 2 cho tới ba phút là bánh bèo chín khi bánh bèo chín thì quý vị đừng có đem ra gỡ liền quý vị phải để nguội xuống khoảng hai ba tiếng đồng hồ sau cho bánh bèo nó nguội quý vị mới gỡ ra đĩa và chúng ta sẽ xếp lên đĩa sau đó trét đậu xanh vào kế phần kế tiếp là chúng ta sẽ cho rải cơm cháy lên cho mở hành lên và chúng ta sẽ cho ở trên là một cái hành phi và đồ chua nữa thưa quý vị kế bên là một cái chén nước mắm nước mắm thì quý vị pha một muỗng nước mắm hai muỗng đường hai một muỗng nước chanh cũng như là ba muỗng nước như vậy là chúng ta đã pha ra bỏ ớt cũng như tỏi vào chúng ta sẽ có một cái dĩa bánh bèo thiệt là ngon ở trên dĩa bánh bèo quý vị nhớ rải một cái hành phi nữa thì nó rất là thơm ngon và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình 5 phút vào bếp với Thi qua món bánh bèo miền Nam. Chúc quý vị thành công và hẹn quý vị gặp lại trong chương trình kỳ sau.